Nhà đất Huy Hùng trên kênh YouTube bán nhà Gò Vấp Tân Bình quận 12, cũng trên hệ thống Zalo, Facebook, Fanpage và website nhadathuyhung.com. Xin kính chào quý vị khách hàng. Video ngày hôm nay chúng ta đến với một căn nhà với diện tích ngang 4, độ dài 14m, thiết kế một trệt một lửng 3 lầu, nằm trên trục đường Phạm Bạch, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là mặt tiền mặt chính căn nhà, một căn nhà thiết kế rất là đẹp và thiết kế theo kiến trúc cổ điển. Bên ngoài và bên trong là hiện đại nha quý vị. Mặt tiền được làm rất là đẹp và thiết kế phẳng với những lan can sắt bên ngoài, kết hợp với cửa nhôm xin pha, kính cường lực rất là đẹp và cao cấp. Căn nhà đang có hướng chính nam, phù hợp cho gia đình mình thuộc phong thủy là đông tứ trạch. Và đây là căn nhà nằm sát bên chợ Phạm Bạch cũng như trục đường Phạm Bạch, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà mà được trước nhà là con đường 4m đường xe hơi vào tới nhà nha quý vị. Đây là một căn nhà xây mới. Đường trước nhà 4m và cách đường lớn đường thông khoảng tầm có 15m thôi. Chúng ta đi ra con đường thông đường lớn ngoài nha quý vị. Căn nhà này thì đang chào bán với giá rất là mềm nha. Chỉ có 7 tỷ 690 triệu thôi, còn bớt thêm cho quý vị thiện chí mua. Nằm sát bên chợ Phạm Bạch luôn, cách đường lớn đường rộng, đường xe tải, đường số kinh doanh bán khoảng tầm 15m thôi. Khu này rất là đẹp, thuận tiện quý vị mua ở, mua làm phòng công ty, cho thuê kinh doanh bán làm showroom spa. Và căn nhà mình thì xây mới, sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng, mua bán công chứng nhanh gọn trong ngày. Và chúng ta sẽ quay lại với căn nhà hướng chính nam vừa mới xây xong, với diện tích ngang 4, độ dài 14m, xây phun đất, sổ hồng đầy đủ, pháp lý rõ ràng và mua bán công chứng nhanh gọn trong ngày. Chúng ta sẽ cùng vào bên trong căn nhà nha quý vị. Căn nhà thì có hai lớp cửa sắt nhau, một lớp cửa sắt bên ngoài và một lớp cửa nhôm bên trong. Nhà thiết kế theo mẫu nhà phố lấn ngược. Chúng ta có khu vực đậu xe hơi, xe máy bên ngoài, phòng khách phía sau, phòng bếp trên tầng lửng, 4 phòng ngủ và 6 phòng vệ sinh. Và đây là căn nhà tặng kèm đầy đủ nội thất khi mua. Quý anh chị mua thì chỉ việc xách ba lô quần áo về ở thôi. Ở đây thì có khu vực đậu xe hơi và xe máy. Ở dưới thì có ống gạch 80, 20 tường ống gạch lên cao đến trần. Phía trên là trần thạch cao, đèn chiếu sáng và đèn LED. Phía trong thì có sofa tặng kèm và có vệ sinh ở dưới tầng trệt. Đây là khu vực sofa tặng kèm ở dưới tầng trệt này, ở phòng khách này. Và phòng khách thì được thiết kế và trang trí rất là đẹp. Phía dưới cầu thang thì có vệ sinh và phía sau là khu vực lấn ngược. Thì quý vị sẽ có đèn thả và trần thạch cao được làm rất là đẹp và cực kỳ là sáng nha quý vị. Cầu thang ở cuối nhà thì ép sát vào tường và đi lên. Không gian phòng bếp trên tầng lửng. Đây là Hùng quay từ phía sau ra phía ngoài này, quý vị nhìn này, quá là đẹp và tuyệt vời nha. Ngang 4, độ dài 13m, xây phun đất, được làm rất là chắn và kiên cố, ép gạch, ốp gạch bóng kính rất là nhiều nên là không gian căn nhà mình nhìn khá là sạch sẽ và thoáng mát. Với giá bán chỉ có 7 tỷ 990 triệu đồng thôi. 7 tỷ 690 triệu đồng nha quý vị, 7 tỷ 690 triệu đồng, còn bớt thêm cho quý vị thiện chí mua nhanh. Quý anh chị, những vị khách hàng đang tìm mua nhà trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh có thể liên hệ trực tiếp với Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Khu vực cầu thang thì ốp đá hoa cương màu trắng với đèn LED và tay vịn gỗ sồi, lan can kính cường lực. Và cầu thang thì ốp nhựa rất là sạch sẽ. Và di chuyển lên bên trên, chúng ta sẽ đến với một không gian phòng bếp rất là lớn trên tầng lửng. Phòng bếp lớn trên tầng lửng thì quý vị thấy này, có những bức tường ốp nhựa trang trí này, có vệ sinh trong này, có bàn ăn 6 ghế và có những bức tường được ốp nhựa trang trí kết hợp với trần thạch cao phẳng. Bên đây là tủ lạnh hai cánh sáp tặng kèm, khu vực bếp âm, máy hút mùi, bồn rửa chén bát và giá kệ để chén bát. Tủ bếp thì nằm ngang và ngay trước không gian phòng bếp là khu vực cửa bốn cánh, cửa lùa ra khu vực ban công, mặt tiền chính của căn nhà. Và đây là không gian phòng bếp trên tầng lửng quý vị đang xem nha. Ngang là 4m, độ dài lên tới 14m, xây dựng đủ, phun đất luôn, sổ hồng pháp lý đầy đủ, mua bán công chứng nhanh gọn trong ngày. Nhà thiết kế với 6 phòng vệ sinh, phòng bếp trên tầng lửng quý vị có vệ sinh luôn nha. Và đây là Hùng quay ngược ra khu vực không gian lấn ngược phía đằng sau. Với hướng nhà là hướng chính nam, nằm trên trục đường Phạm Bạch, ngay ngã ba Phạm Bạch và Tân Sơn, cũng như là Quang Trung và Phạm Bạch, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Quý chị đang cùng với Huy Hùng tham quan trực tiếp video căn nhà xây mới, sổ hồng đầy đủ, vừa mới xây xong với giá bán là 7 tỷ 690 triệu đồng, còn thương lượng trực tiếp với anh chị chủ nhà và tặng kèm full nội thất khi mua như trong video Hùng quay. Có giường ngủ 2m, chăn ga gối đệm, bàn trang điểm, tủ áo, máy lạnh tặng kèm. Và bên này là khu vực tủ kệ để đồ và tủ áo với cửa kính và tủ kệ tivi. Phía sau là khu vực giếng trời và vệ sinh. Phòng vệ sinh của căn nhà thì với bồn cầu, lavabo rửa mặt, bồn tắm đứng, vòi tắm sân thuyền, vòi tắm hoa sen và gương soi.
Do căn nhà mình diện tích ngang 4, độ dài 14m, xây full đất nên là phòng ốc cũng như là cách bố trí không gian căn nhà tương đối là rộng rãi và thoáng mát nha quý vị. Phòng ngủ phía trước, phòng ngủ số 2 này. Phòng ngủ số 2 thì quý vị thấy cũng có giường ngủ 2m, chăn ga gối nệm màu trắng. Phía trên thì có máy lạnh được đặt ngay trên cửa ra vào và khu vực tủ kệ tivi cũng như là bàn trang điểm. Phía trước là cửa lùa hai cánh ra khu ban công, ngoài ban công có lan can bằng sắt. Và bên đây là dàn tủ áo và tủ kệ tivi được làm sang hai bên. Đây, quý vị thấy này, phòng ngủ số 2 nha quý vị. Một căn nhà vị trí đắc địa kề bên sân golf Tân Sơn Nhất, kế bên sân bay Tân Nhất, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và di chuyển qua trung tâm thành phố khoảng tầm 20 phút đi xe gắn máy, qua sân bay khoảng từ tầm 50 phút thôi. Vị trí quá đẹp, phù hợp cho đại gia đình chúng ta vừa ở vừa làm văn phòng công ty cho thuê, kinh doanh bán làm showroom spa. Và giá bán gia chủ đang chào bán với giá tương đối hợp lý 7 tỷ 690 triệu đồng, còn bước thêm cho quý vị thiện chí mua nhanh. Quý anh chị, những vị khách hàng đang tìm nhà trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, thấy căn nhà này phù hợp với nhu cầu sử dụng, nhu cầu ở của đại gia đình mình, có thể liên hệ trực tiếp với Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Đây là một căn nhà hướng chính nam, phù hợp cho đại gia đình mình thuộc phong thủy là Đông Tứ Trạch. Quý vị đang tìm nhà hẻm sát mặt tiền đường lớn, ngay gần với chợ Phạm Bạch thì hãy ghé qua tham quan cái sản phẩm này nha quý vị. Một sản phẩm mà khá là ưng ý và thiết kế cũng vô cùng là đẹp mắt và hiện đại. Nội thất bên trong thì vô cùng cao cấp. Quý anh chị mua thì chỉ việc xách ba ly quần áo về ở thôi, không phải sắm thêm đồ nữa. Nhà gia chủ đã làm sẵn hết rồi. Nội thất bên trong khá là cao cấp với nội thất gỗ ăn cường và máy lạnh Keppel cũng như là sofa, bàn ăn, tủ kệ tivi đều có đầy đủ hết. Phía đây thì có máy lạnh và có giường ngủ này, và thiết kế cũng giống nha, nhưng mà phía trên sàn phòng ngủ ở phía trên này thì thay vì ốp gạch giá gỗ như lầu 1 thì lên đây gia chủ ốp gạch 80 nha. Đây là phòng ngủ số 4, phòng cuối cùng rồi, và có cả tủ áo luôn nha quý vị. Phòng vệ sinh căn nhà này thì làm khá là hợp lý với bồn tắm đứng, bồn cầu, lavabo rửa mặt, gương soi được đặt bên ngoài, bên trong là bồn tắm đứng và vòi tắm hoa sen, vòi tắm sân thuyền. Sảnh hai lầu thì có những cái tủ kệ để đồ này và một không gian cầu thang khá là rộng. Di chuyển lên bên trên, quý vị sẽ cùng Huy Hùng đến với không gian của phòng giặt, phòng thờ và sân thượng của căn nhà. Đây là một căn nhà với diện tích ngang 4, độ dài 14m, nằm kề bên chợ Phạm Bạch, ngay gần kề cũng kề bên sân golf Tân Sơn Nhất cũng như là đường Tân Sơn, đường Phạm Bạch, đường Quang Trung, gần kề với làng SOS cũng như là công viên làng hoa, chợ và nhà thờ Anh Thông Tây. Với giá bán đang chào bán tương đối hợp lý và mềm mại 7 tỷ 690 triệu đồng, còn bớt lộc cho quý vị thiện chí mua nhanh. Đây là khu vực sân thượng sau thì gia chủ có làm gắn cọc nóng máy lạnh, rồi có khu vực để máy giặt ở phía dưới chỗ cái chổi này này. Phía trên là bồn chứa nước và khu vực đặt máy năng lượng mặt trời. Và phía ngoài cùng sẽ là phòng thờ ở đây. Và ngoài đây sẽ là khu vực sân thượng phía trước của căn nhà nha quý vị. Sân thượng phía trước của căn nhà thì được gia chủ làm khá là thoáng. Quý vị có thể trồng rau, trồng cây xanh. Và với vị trí đẹp, đường rộng như thế này thì quý chị chúng ta mua ở, mua cho thuê, mua làm phòng công ty, kinh doanh bán làm showroom spa đều tốt. Hãy gọi cho Huy Hùng để có giá tốt khi mua, hỗ trợ quý vị mua nhà với vay ngân hàng và hỗ trợ là thương lượng trực tiếp với chủ nhà nha. Nhà đất Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại quý vị chúng ta ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.